chào các anh chị và các bạn. Hôm nay Ly xin chia sẻ với anh chị và các bạn với cái chủ đề là nỗi sợ của mỗi con người. Có cái câu nói rằng là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Theo một cái sự nghiên cứu thì người ta được chia ra cái nỗi sợ thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất, nỗi sợ không có đủ. Nhóm thứ hai, nỗi sợ bị mất mát. Và nhóm thứ ba là nỗi sợ không được yêu thương. Vâng, vậy thì hôm nay Ly sẽ xin chia sẻ với các bạn về cái nội dung thứ nhất là nỗi sợ không có đủ. Nỗi sợ không có đủ ví dụ như sợ không có đủ thời gian, sợ không có đủ xinh đẹp, sợ không có đủ tiền bạc, sợ không có đủ mối quan hệ. Vâng. Vậy thì cái hậu quả của nó là gì? Hậu quả của nó sẽ dẫn đến cái sự khống chế sự phát triển của mỗi người. Đúng không ạ? Nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy thiếu tự tin để mà hành động. Và đôi khi nó có làm chúng ta cảm thấy mệt mỏi và lạc lõng trên cuộc đời này. Một cái sự thật cho rằng là gì? Không có đủ trên cuộc đời này đâu ạ. Cho nên các anh chị đừng có chờ có đủ mới làm. Các anh chị hãy làm, muốn làm gì thì hãy làm đi ạ, hãy hành động đi ạ. Chỉ cần những cái việc đó nó có lợi cho mình, có lợi cho người khác và có lợi cho chúng sinh thôi ạ. Vâng, và có rất nhiều người cho rằng cái nguồn lực của mỗi con người đó là tiền bạc, đó là sự xinh đẹp, nó là mối quan hệ, vân vân. Thì hôm nay Ly xin chia sẻ với các anh chị rằng là đó không phải là nguồn lực. Mà cái nguồn lực ấy, nó là cái năng lực để sử dụng những thứ đó, thì nó là nguồn lực. Mà cái năng lực sử dụng này nó bị chi phối bởi điều gì ạ? Nó bị chi phối bởi cái năng lực sử dụng thân tâm trí của chúng ta. Khi cái năng lực sử dụng thân tâm trí của chúng ta tăng lên, tức là khi cái năng lực sử dụng thân tâm trí của chúng ta tốt ấy, thì chúng ta sẽ có được cái năng lực sử dụng những cái vốn có này tốt. Ly ví dụ nhé. Ly ví dụ như là có người có rất nhiều tiền, thế nhưng mà người ta không có năng lực sử dụng tiền, thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi, số tiền đó cũng sẽ bị tiêu tán. Ví dụ cái quỹ thời gian của mỗi người chỉ có 24 giờ thôi, nhưng với những người mà có năng lực sử dụng thời gian tốt thì người ta sẽ biết dành cái thời gian đó để vào đầu tư, vào học phát triển bản thân hay làm những việc có ích, thì nó sẽ ra được tiền rất là nhiều. Thế nhưng nếu như người ta không có biết sử dụng, ví dụ như người ta dành cái thời gian đó để ngủ, để lướt web hay để tán gẫu, thì những cái việc đó nó không tạo ra tiền mà nó cũng không tốt cho họ. Đúng không ạ? Vâng. Vậy thì cái mấu chốt ở đây đó là thân tâm và trí. Đúng không ạ? Vâng, mà thân tâm và trí thì nó không có giới hạn đâu ạ. Các anh chị và các bạn, khi khát khao càng lớn bao nhiêu, càng có ý chí quyết tâm bao nhiêu, càng giàu lòng yêu thương bao nhiêu, thì thân tâm trí của các bạn sẽ được mở bấy nhiêu. Vâng. Và khi thân tâm trí mở thì chúng ta sẽ cái năng lực sử dụng những cái vốn có của chúng ta càng tăng. Vâng. Vậy thì cái làm chủ được thân tâm trí sẽ làm chủ được mọi thứ. Vậy thì cái giải pháp của hôm nay Ly muốn đưa đến với các anh chị là gì? Nếu như các anh chị thiếu cái thứ gì đó thì các anh chị hãy lấy nó làm mục tiêu để mà tiến tới. Ly lấy ví dụ, nếu như các anh chị cảm thấy mình chưa đủ xinh đẹp, mình còn hơi béo chẳng hạn, ví dụ thế, thì mình hãy lấy xinh đẹp là mục tiêu để mình phải có những giải pháp là gì? Là chăm sóc bản thân, là ăn uống, là tập thể dục, vân vân, để mà mình đạt được cái mục tiêu là trở nên xinh đẹp hơn. Nếu như các anh chị cảm thấy chưa đủ giỏi thì các anh chị hãy lấy giỏi là mục tiêu để mà chúng ta làm sao? Chúng ta học tập, phát triển bản thân và chia sẻ với người khác để cho chúng ta càng ngày càng giỏi hơn. Một cái bật mí cho các bạn nhé, là cách nâng tuệ nhanh nhất ấy, đó là cách thừa hưởng những cái trí tuệ của người giỏi. Có một cái câu nói rằng là 100 năm sống với người đần không bằng 1 phút ở gần người khôn. Vâng. Vậy thì ví dụ như các anh chị cảm thấy thiếu tiền thì hãy đặt tiền mục tiêu để làm mọi cách kiếm ra được tiền. Ly bật mí cho các anh chị một điều rằng là thu nhập của chúng ta sẽ tỷ lệ thuận với những giá trị mà chúng ta trao cho người khác. Các anh chị thấy thế nào ạ? Vâng, rất cảm ơn các anh chị hôm nay đã theo dõi buổi chia sẻ của Ly. Rất là vui và rất mong nhận được like, comment của các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.